Con này không ăn được nha. Rồi một là con này đưa đây nè. Dạ, có bao nhiêu bạn còn bao nhiêu? Nó máy nè con. Dạ. Con này chụp ra. Đâu. Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo Cuộc Sống Ven Biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Alo, xin chào bà con đến với kênh Cuộc Sống Ven Biển và em là Bảo, cũng xin chúc bà con một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại thì em đang ở dưới bờ kè ở Phước Tỉnh. Đây là một cái bờ kè rất là cao nằm ở dưới bìa cồn, dưới cùng của Phước Tỉnh luôn nha bà con. Ở ngoài này đó chính là cái cửa biển, cửa Phước Tỉnh khá là dài. Ở đây mình có thể nhìn thấy mấy cái bù luôn nè. Và chỗ này là chỗ cồn, và ghe sẽ không chạy vô chỗ đó được đâu nha, nó sẽ cạn và rất là nguy hiểm. Tuy đây không phải là địa điểm du lịch nhưng mà cũng có những điểm để cho bà con xuống đây. Chẳng hạn như là bãi biển ở đây nó cũng trải dài nè, nó rất là truyền, cho nên là tắm biển nó gọi là an toàn á. Đó, có người họ bơi ra miết ngoài kia luôn, họ đánh lưới luôn. Ở ngoài bờ biển này bà con thấy nó bình thường vậy á, chứ thật sự là nó có nuôi sống rất là nhiều gia đình nha bà con. Chẳng hạn như mấy cô chú anh chị á là đi cào những con, không biết là cái con đây gọi là con chim chép hay là con chằn chằn mới đúng nữa, nhưng mà mình nghe là bà con đi cào mấy cái con đó gọi là đi cào tay á, là hay gọi nó là con chằn chằn để cho tôm hùm nó ăn. Thì video trước bà con cũng có coi ở bên Vũng Tàu á, em cũng đã quay mấy anh với mấy chú á cào cái con chằn chằn này rồi, thì cuộc sống ngày cũng kiếm được 300-500, bữa nào khá thì kiếm được triệu. Cái video này em muốn quay lại ở xóm cồn Phước Tỉnh để thăm bà con, cũng như là quay cho bà con xem là những loại hải sản mà hôm nay bà con ngư dân sẽ đánh bắt được những gì. Tại vì rất là lâu rồi em mới đi xuống xóm cồn ở Phước Tỉnh. Đây là một con đường ngõ cụt nha bà con. Bà con muốn xuống ở Phước Tỉnh đây rất là dễ, chỉ cần quốc lộ 51 từ Sài Gòn xuống tới đây. Nếu mà bà con rẽ về đường Vũng Tàu á, bà con tới vòng xoay cầu Cửa Lắp á, bà con rẽ qua đường thứ ba nha. Đường thứ nhất á, là quốc lộ 51B, đường thứ hai là quốc lộ 51C là đường 3 tháng 2 á. Đường thứ ba là đường về cầu Cửa Lắp Phước Tỉnh. Và đi qua đó là sẽ tới Phước Tỉnh luôn. Còn nếu mà đi đường Bà Rịa á thì xuống ngay ngã ba Lò Vôi, bà con đừng có rẽ về đường Võ Thị Sáu, bà con rẽ về đường Hương Lộ 5 á, là sẽ đi xuống Phước Tỉnh. Nếu đi hết đường là sẽ tới xóm cồn thôi. Xóm cồn là cuối cùng của Phước Tỉnh rồi. Cùng với đó em muốn giới thiệu cho bà con biết tập quán tín ngưỡng của người dân Phước Tỉnh là như thế nào luôn nha. Sẽ thờ những vị thần nào. Thấy một người đang phơi cá,
không biết đang phơi cá gì đâu. Đây là buổi sáng sớm khoảng hơn 6 giờ. Ô, đây là cá đỏng này. Đỏng đây khả năng có đỏng mặn nha. Trước khi quay chắc cũng phải tới hỏi nha. Chị ơi, cho em quay phim với cảnh mình với nha. Em làm YouTube á. Hai nãy nữa 12 đúng không? Đúng rồi. Đây là cá đỏng muối mặn phải không? Đúng rồi. Đây mình phơi công sao chị? Ăn ký hả? Ăn ký. Là như đông như vậy là mình chia ra mình ăn chung hay là sao? Không, ăn tiếng. À, ăn tiếng hả? À. Đây đỏng sẽ cắt cái đầu ra, lấy ruột ra xong rồi nhúng muối ha, nhúng nước muối. Cá đây là mình bán bao nhiêu một ký vậy? Khô á. 21, 22 gì. Ở đây là bán sỉ á ha. Ngày kiếm được 500-700 gì không chị? Ngày kiếm 1 triệu với 500-700 uống á. Ồ, quá ngon. Đây là phơi mấy ngày là nó mới khô cô? Ngày rưỡi con. Một ngày rưỡi. Mình phơi rồi chiều mình gỡ vô hay là mình khiêng vô luôn? Vậy, để xe vô vậy, xe nhé. À, đưa vô vậy rồi đưa vậy vô trong, rồi qua ngày sau đưa ra phơi tiếp nửa ngày sau mà gỡ ha. Ở đây thành ra là có một cái bãi để phơi cá rất là lý tưởng luôn nè. Người chung phải không? Dạ. Đây nguyên một hàng dài luôn. Khi bà con đi xuống ở dưới Phước Tỉnh á, bà con muốn đỡ lạc á là bà con tới chợ Phước Tỉnh nha. Trước chợ Phước Tỉnh á là có một đường rẽ trái, là bà con chạy thẳng cái đường đó, bắt đường thẳng xuống lại vòng theo cái bờ kè này á là không bao giờ bị lạc. Con đi vô trễ lắm bà con, khoảng cỡ gần 7 giờ người ta mới bắt đầu vô, khoảng 8-9 giờ mới xong, cho nên là bà con cũng nhẫn nha. Ở chỗ đây đúng là có một cái bãi đất bồi tự nhiên, thật sự rất là lý tưởng nè. Hôm nay mấy anh mấy chú người dân đi vô trễ sợ. Đó có một chiếc vô. Và xem thử cái bữa nay có hải sản nhiều không nha. Vô đây có mấy con tầm nữa. Nó đào lỗ quá trời. Giờ này là gần 7 giờ rồi đó. Đi mấy người mà được bao nhiêu đây chú? Dạ, một mình. Được 2 cái ha. Dạ. Yeah.
Trời quay lâu quá, tôi sắp là nhỏ ghê lớn. Ghê lớn bên này. Hay là vô mình bán ghẹ trái chứ cô? Vô mình bán ghẹ trái chứ mình không có cô rộng sống hả? Sao mình không rộng sống cho nó có giá cô? Vậy nói chung ở ngoài đó làm một mình cũng khó hả? Bữa nay giống mấy chiếc xuồng vô trễ phải không chú? Dạ, tại vì lúc trước con có xuống đây mấy lặng rồi. Đây đi chắc khoảng cỡ 1 2 giờ sáng hả chú? Một mình chú đi mà người nhà nhiều quá, người nhà vô lửa nhiều. À, đợi ông xã vô rồi cái lựa giùm ha. Ai vô trước thì sẽ phụ cho người trước, ai vô sau thì khỏi được phụ, tại vì người trước đang lựa, người sau làm gì có được phụ. Người trước lựa rồi rồi phụ, người trước là phải lựa phụ người sau. Dạ, giỡn mà. Biết đạo. Đó chú lựa mấy con đó chi hả chú? Để cho cá ăn à? Ờ, chục quá. Dạ. Cá gì sẽ ăn cái con đó chú? Có gì cũng ăn được hết, tôm có gì. Vậy mình xay ra hả? Xay ra là tôm hùm. Dạ. Nuôi tôm hùm á. Ai kêu gì cả. Ê mày, có gì không? Mấy con đây nè. Con gậy đùa ha. Đó là con đỉ. Đây là gậy đỉ ha. Thôi quánh à, ai kia có mà làm. Gậy đỉ là con kia mà cô. Con đây giống như nhện nhá. Gậy nhện gì á. À, gì á. À, tao làm thứ tao quánh gậy. Đây là con sò phải không chú? Tham con sò chú à. Con đây là con sò. Con sò cái đuôi nó tròn này. Nó không có cái răng ở trời phải không? Con sò á, con này á là ở mình á là con sam luôn. Cái đuôi á là tam giác. Tam giác đúng không? Mà thường thường á là nước hai dùng. Ở mình ăn với sao á. Tham ăn có người chết rồi nè. Con này con sò này. Ở mình ăn biết bao nhiêu mà nước chàng hai với miền Tây ăn chết. Nhưng mà ở đây cũng có người ăn chết rồi. Em hồi trước rồi. Có lên báo à. Có hả? Dạ. Có. Chưa. Dạ. Đúng rồi, bây giờ con sam á là ở trên cái cạnh trên nó có cái gai. Dạ, có mà em ăn con này hoài gì. Nhưng mà con đây con biết rồi, nhưng mà con to á, con to chứ nó có cạnh tam giác là nó không, là con sam. Không có to, nó vậy thôi à. Không, nó vậy con rồi. Này, cái đuôi chồng nó vậy thôi, nó dạ. Không to nữa. À, vậy là mình may mắn ơi chứ. Đừng ăn con này, nó rất là nguy hiểm. Độc tố nặng lắm. Ăn thường mà. Dạ, độc tố nặng lắm à. Hồi trước có gia đình đi xuống con tàu đây cũng có mua mấy con đây nè. Hào lên báo mà. Bác Út, cái con sò này bán là đầy luôn bác Út ba. Con có trứng nè. Nó ăn đâu sao đâu. Nhưng mà con sam bự kìa. Không, nó nhỏ. Dạ. Nhỏ vậy nè. Đó bự hơn này chút à. Trứng đầy luôn. Nhưng mà tắt. Đúng rồi, đập. Nói chung mấy con sò ở đây là nên đừng ăn. Sao nguy hiểm. Anh thấy ngoài đường nó bán không? 60.000 con, 50.000 con, tại đuôi tròn không mà. Dạ. Tại số đuôi tròn không mà. Đuôi tròn là nguy hiểm. Đây cũng là chiếc ghe rập. Bà con xuống phân biệt chiếc ghe rập là nó rất là dễ. Chiếc ghe rập là có cái dàn máy kéo. À, cái dàn máy kéo là nó rất là dài nha. Còn ghe lưới là máy kéo nó chỉ nhỏ thôi. Đây ghe này, đây chính là cái rạp Ốc Hương nha bà con. Đây có một cái gọi là cái chòi nhỏ nhỏ để ngồi lựa cho dễ này. Bạn có làm gì?
Dạ YouTube. Bữa nay mình được mấy sọt như vậy? 10 sọt đúng không hả? Dạ. Kia là 4, gọi là kết đó bà con. 4 kết rồi, coi thử ở ngoài đây còn không. 10 cái thiệt luôn á anh. Giỡn trời, làm ăn mà giỡn sao được. À được 2, 3, 4, 8 cái. Cái vỏ là 3 cái đó. Vỏ 3 cái luôn hả? Ồ. Chắc mình đi nhiều rập lắm ha. Hai người. Thì có anh chiếc vô nữa kìa. Đa số ở đây bà con sẽ đi một người. Còn hai người thì năng suất làm việc sẽ cao hơn. Nó đi đàn ghê lắm, nó mà gặp nó thôi á, nhiều lúc da cào vô đầy cái đuôi luôn, nhưng mà nó nhẹ. Dạ. Bữa nay được nhiêu đấy anh? Thôi kéo không hết, nay hư đồ kéo không hết. Ghê đâu mua. Giống mùa này không phải là ghẹ đẻ ha, ghẹ đẻ giống mấy tháng trước cho nên nó có con nhỏ này. Ừ, bữa nay đỡ rồi, bữa hổm con nó tan tay vậy nè. Dạ. Biết bao nhiêu. À, chào anh. Dạ. Chú sao mở chút chạy chú. Anh đây đi một người vậy. Anh được có chưa tới một két. Bên anh kia nhiều. Ở đây có một chiếc ghe thì bể bỏ hoang. Chiếc đây mình nghĩ có khả năng bị chìm và bị đánh vỡ đưa vô. Còn có chiếc mà bữa đậu ở phía trên này á thì người ta đã rã ra rồi. Vô cửa thì nhiều lúc gặp mà xui á là nó tấp vô bờ cồn hay gì đó, mà trời sóng lớn á thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cào được nhiều không chú? Dạ. Sao chú không đi ra ngoài bãi biển ngoài kia cào, mà cào ở trong vịnh này có không? Có mà ít lắm. Dạ. Để chú cái máy cái thúng chạy mà. À. Là mỗi bữa đều cào như vậy luôn hả? Bữa hai bữa đi ốc trưa quá. Dạ. Thấy ở ngoài bãi biển ngoài kia thì cũng có nhiều người cào quá á. Đây nè, ngoài mình nè, tỉnh mình nè. Cái này giống cào lên vỏ không á, sao ta? À, đây vỏ nhiều. À. Dạ. Còn không nhiều chứ. Dạ. Vô mình phải lựa ra nữa chú. À, vỏ nhiều quá phải lựa ra. Thank you.
này được 6 cái chứ ra đây nữa ấy ha. Này mình đánh ra hỏi tất cả bao nhiêu dàn rập mà nó nhiều cái gì anh? Dạ 200 cái. Còn nếu mà mấy anh mấy chú mà đi một người thì đánh khoảng bao nhiêu cái? 100 cái. À đánh nữa ha. Dạ đúng rồi. Cứ người 100. Hai người thì nếu nó lẹ nên đi 200 250. À. Mà đa số đi một người sao cái năng suất nó không có bằng một nửa của hai người luôn á. Ồ, bên anh đây ghẹ to hơn này. Mình đánh nó có đường lặn, đường dò, cái dùng đó ha. Chết. Bên anh như vậy là kiếm ăn được không anh? Khá không? Được. Dạ. Giờ bữa ghẹ lớn là ngon. Số nhiều về phải lựa trong cái chòi này mới chịu nổi da ham chập á, trời sẽ nắng rất là lẹ. Chục cái chứ đây ông chú gần nhà hôm trước mình cũng có đi lặn rồi này, chú rẫy này ông đã vô. Quả chú bên này được một cái chưa lạ. Bên này kéo ít rạp hay sao được cái chú? Hai cái vừa vừa. Này kéo bao nhiêu cái mà được cái nha? Dạ rồi, con với cô phụ khiên lên. Bữa nọ nó ốc này chắc mẹ luôn. Đây chưa ơi. Cái đây mình đi lượm phụ rồi cái mình xin mấy cái con cua đây không chú? Chứ cái đó người ta cũng bỏ mà đúng không? Dạ. Giờ này chắc cũng vô gần hết rồi cô ha. Chưa. Còn nữa hả? Con tâm tích này. Tâm tích trứng này nha bà con. Chẳng hạn gì không đó bà con thấy không? Ủa đây ở đâu mà sao cô mới đây có lẹ ấy? À lượm ở ngoài biển riêng á ha. Rồi đó bỏ đâu đi. Bầu. Lớn này. Lớn này. Cái bo này dăm nè. Mình bón nó này nghe. Gà dăm. Gà lớn. Lớn nè. Còn 4 này không? À 3 4. Đây mấy giờ vô đây chú? 1 giờ. Bên này gại lớn như vậy mình bán ra bao nhiêu tiền một ký? 100 mấy, đủ hận. Dạ, gại chết trên này giá nó thấp hơn gại sống không? Thấp hơn 10 bữa rồi. Mình bán nhiều mấy người lế nó thấp hơn. Dạ. Lế rồi bán vô dụng bán 70 đến 100. À, gấp đôi ha. Lế nhu cầu cao, giá cao lên. Nói chung mình đây này con sò này hả? Sao đuôi tròn mấy bữa vậy mà mực ở bỏ riêng cho vô chặt túi con tôm đen sống còn mực bầu đây bán nhiều ký rồi cô? 100 dạ cậu giá ở đâu cũng ngang 100. Ở đây bán 100 ngàn thì nó ngon hơn. Yeah. Sống luôn á. Sống luôn, tỷ luôn.
có được cá chai bự à, chai to này bà con. Đây là cô cứ lượm đồ chói đi, để đồ của con tụi con lựa để cho mà dễ biết á. Trời ơi, tao cũng rành mà, tao biết mà. Lượm đi chứ không lát tao ông già ông xuống lượm bây giờ á. Mấy con ghẻ to như vậy là mình bán bao nhiêu một ký anh? Thế là nó cỡ cỡ là bao nhiêu? À, ghẹ đây ghẹ rồi là ghẹ to rồi ha. Là một là con này đưa lại này. Nói chung ba con ký rồi ha. Hai, bốn con, ba con, năm con đổ lại. To to. Ở đây ở ngoài biển mình lựa chưa mà thấy nó sạch chốt chưa? Ồ, quán nó cái lặng đây nó sạch quá à. Tùy theo sạch chỗ dơ. Mấy anh bên kia thì vỏ ốc nhiều lắm. Như nhỏ nhỏ đây mình bán được nhiêu tiền ký chú? 16.000 ký à. Còn còn ở đây cái này ghẹ bự hơn, ghẹ này trăm mấy, ghẹ không là ghẹ. Dạ. Bây giờ chú ba đi đâu chú? Dạ, ghe chú đậu vị trí hả? Lại quay lại chú rẫy ở đây cái lằn ngoài biển mình có đổi được không chú hay là phần ai đến đó? Phần ai đến đó. Dạ, cho nên là người có luôn, người không dạ, có không có luôn. Có luôn, người đó đó luôn vậy. Dạ. Lỗ, dạ. Lỗ ghẹ nó nằm sẵn rồi. Con giống như cái ô ghẹ nè. Cũng có khi có bữa mình có mà người ta không có luôn không? Nói chung e gặp mai. Đúng rồi, gặp mai. Mai thì chứ gặp eo. Thằng là vỏ ốc không? Đây mà kêu mà ốc, đây mà ốc nguyên con này, con tí này. Đó, bữa đầu bà ông gãi lưng em. Mẹ này như trâu. Còn đứa đó. Nghĩ mà phẹt cả sang đi đâu mà. Đứa đi. Có mấy gà to này. Đây bà vô đây hả cô? À bà đó đó con. Đứa con này chắc. Ốp mẹ. Mẹ nó có cọc lớn.
Đây không có mực hả cô ha? Mùa này không có, không có mực tua mực đồ ha. Có ít nè, có tua. Ô, sò đâu quá trời. Cho mà người ta chút chút. Ngày hôm sau đây ăn chết cô. Sò tùy cho con. Dạ con xàm á, ăn mới không chết. Con sò này tùy cho con sò chứ không con lòng ăn được. Đúng rồi, con sò mà cái đuôi tròn tròn á, ăn chết nhá. Dạ đúng rồi, dạ, không bán người ta không biết ăn chết. Dạ. Sáu quanh chiến không? Quay sáu đây. Dạ. Biết đâu ngày mai ông sáu trúng. Dạ, trúng là thịt chết. Cũng gì cũng nó giỏ. Đầu gì? Mực bầu. Chạp mới bán cho con mới mực bầu nè con. Với ít con bự bự. Về cho vợ nó ăn. Cho con nó ăn. Rẻ bữa chứ bữa thì mấy nay nhà thường mua ăn đây lễ mắc mắc. Dạ, ngày lễ đắt ha. Dạ, mực con lần nên dài là thấy vô nó lượm liền ha. Dạ hả? Ờ. À, ấy là người ta tới xuống đây người ta mua luôn hả? Con sống lên chợ con vậy người ta phá đó. Dạ. Con mực mà nó cứ nó ấy rồi nó vậy, nó thấy sống rồi nó phá. Dạ, chưa qua đá là ngon chưa rồi. Chưa qua đá thì nó còn sống thì xanh luôn. Nó mất một chút nó còn. Ồ, con đã chết mất chứ ha, con mua con. Chết mất. Chết đậu xô đâu? Dạ, con mua bị gì bà chị kia bà kia mua thả. Mua thả. Dạ. Chị kia mua gà trứng thả cho chị. Trứng cho để. Mà bữa nay may mắn là không có con nào ít gà trứng. Ờ nuôi à. Nó thả bông xanh nè. Thả bông xanh á chú. Bông xanh đẻ nhiều con. Dạ đúng rồi. Thì chị đó chỉ có cái ý nguyện là nó phóng xanh cho nó dạ, đẻ phóng xanh những con có trứng. Nó khai thác được nhiều á. Thì nó chết rồi mình cột lại cho nó khỏi gãy càng chứ không phải là cột lại nuôi sống phải không chú? Cột cho nó đẻ thì đẻ. Dạ. Để mà cao nó gãy càng rồi nó mất giá trị ha. Đây cũng có mực luôn này. Ủa chú đâu cô sao cô với em hả? Ủa là cái đây là mình lựa cho người ta hả? Đây ở nhà chứ. Người nhà luôn hả? Ừ, tụi gỡ vô. À gỡ vô lựa trước. Dạ. Dạ là bữa nay có lấy hàng à. Dạ. Cá sóc này. Dạ con sóc ven biển anh. Ồ. Bên anh đây có nhiều loại hải sản khác nhau. Cá đồ nhiều. Dạ 120 mấy ngàn á nè. Dạ có tiền chưa anh trai? Dạ có rồi. Được bao nhiêu tháng, được bao nhiêu tiền à? Dạ tháng khoảng có 20 triệu mà chưa giờ trừ phí nè. Nghĩa là mình đi quay đồ tiền phí bao nhiêu mình tự chịu. Như vậy đồ khoảng ngày nay kiếm cao hơn bao nhiêu chú? Là mình tự làm tự ăn thôi à chú à. Khỏi quan tâm. Khỏe về cái tâm lý. Bên đây mà này cũng mới vô nè. Cũng là một ghe nhưng mà có sọt lại có nhiều cái con lạ khác nhau. Mà có sọt thì nó sạch. Giờ có dùng nữa ha. Lại chút xíu là cái lượng hải sản khác biệt liền à. Không biết có gặp. Bà con muốn mua hải sản ở đây là hãy xuống dưới đây khoảng cỡ 6:30 cho tới khoảng cỡ 8:00, trễ hơn xíu vẫn còn. Dạ tại vì là vô phải cần có thời gian lựa đó, nhiều người lựa tới 2 tiếng đồng hồ mới xong. Nếu mà muốn trải nghiệm cuộc sống của người dân lựa cá rồi là nên tới canh lúc 6:00. Tại vì nhiều lúc vô sớm. Có được có bao nhiêu nè con? Dạ, có bao nhiêu bán con bấy nhiêu. Lão máy nè con, có dạ. Con 20 cây. Tại vì cô là ở sát nhà mình nha bà con. Cô vừa bán vừa cho. Dạ, em ở nhà sát nhà cô Lan này. Ở trong này á, dạ. Em làm YouTube nhưng mà em ở sát nhà cô Lan. Bao
cái mớt chết, cái nồng chưa ra mày tính coi cái mớt không? Dạ 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 dạ. Rồi, cứ tính đi mày. Chà ba hết rồi nè. Trời rẻ quá bà con ơi. Đây 130.000. Đây cô. Đấy, rồi vậy là thối cho con nha. Con lại lấy 80 mà thôi, lấy con 70 rồi. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô luôn nha. Cái đây đáng lẽ là 8 lạng là 80, nhưng mà cô lấy mình 70. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn hai bà con luôn nha. Đây ghe vô đậu cạn. Để cạo mấy con hà và làm keo lại nha bà con. Nói chung mình chà cái đây mình phải dùng keo để mình phủ nó lại. Đây mình chà mấy con hà ra, dùng keo để mình phủ nó lại phải không anh? Đây mình đậu dưới đây là nó lợi tiền, chứ mình đi lên ụ cũng tốn một ít tiền lên ụ nữa. Điều mình đậu dưới đây thì mình không có làm ở dưới được. Mấy cái này nó ngứa lắm bà con à. Cảm nhận là mấy ông anh làm keo đây anh chà vậy á, ngứa lắm không anh? Và tiếp tục, hôm nay là ngày em đi thăm lại tất cả những làng chài của Phước Tỉnh nha bà con. Đây chính là làng chài ở Phước Tỉnh, là một làng chài truyền thống nho nhỏ nằm ở ngoài mép biển. Chỗ hồi sáng bà con xem á, em đứng cuối cùng ở rìa Phước Tỉnh, cuối cùng có đầu cầu không ạ? Còn bây giờ là em đang đứng ở gọi là trên cùng của Phước Tỉnh, còn phía trên đây là Phước Lâm. Ở đây thì em vẫn chưa quay chi tiết cho bà con có thể hình dung được, thì hôm nay em cũng giới thiệu sơ sơ qua thôi. Ở làng chài Phước Tỉnh này thì cũng đa số bà con ngư dân ở đây đi bằng những chiếc thuyền thúng nhỏ có, lớn có, trung có. Những chiếc đây là chiếc gọi là nhỏ rồi đó, chứ không gọi là lớn lắm. Thì dành đủ một người đi và có lưới một bên. Còn những chiếc lớn rất là to nha bà con. Những chiếc lớn có thể gấp đôi, gấp ba chiếc như vậy luôn. Và ở làng chài Phước Tỉnh mình đây thì mấy anh vô cũng sử dụng cái những chiếc xe kéo như vậy để kéo chiếc thúng lên cho nó khỏe. Ở đây thì bà con đi đa số thì lưới tôm và lưới cá chích. Hôm nay thì mình để ý, mình thấy bà con đi lưới tôm là nhiều. Tại vì lưới cá chích đa số bà con sẽ giăng ngang ra và kéo thẳng lưới ra để vũ và đập đập. Những cái lưới nhỏ, cá nhỏ là đa số là dùng cây để đập nó cho nó rớt xuống. Và nếu mà lưới tôm á thì sẽ thao dùng và có cá, có tôm tích đồ để gỡ thôi. Giờ này thì bà con ngư dân chắc vô cũng gọi là gần hết rồi. Ở đây thì thúng lớn ít, chỉ có thúng vừa vừa nhỏ nhỏ thôi. Đây cho cá này, cá cái chân cho máu ra tự cho đập đồ cái xét đó. Nước nhưng mà không nên nổ không 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 không. Tôm đây mình bán bao nhiêu một ký chú? Không biết, 100, 200, 300 gì đó. Đây là con cá cơm này. Cơm bự, cơm đã quá à.
Tôm. Tôm đây bao nhiêu một ký? 300. Ủa thì sao? Đây là lưới tôm mà dính cá trích luôn à. Cá mồi. À cá mồi, cá mồi. Cá mồi khác, cá mảo khác à. Cá mảo khác. Dạ, cá mảo, gọi là cá mảo. Đây là cá mồi phải không anh? Đúng rồi. Dạ, cá mồi là nó màu xanh, còn cá mảo là mồi hơi vàng ha. Màu vàng vàng. Dạ. Vàng vàng mà cái đầu nó hơi tròn tròn hơn. Nhọn nhọn hơn. Bữa nay đi vậy là khá không anh? Chiếm ăn được không? 200. Ồ, 200 rồi nè, giờ nó ít tôm quá ha. Không có tôm, mà đồ mà còn mấy cá mồi, mấy cá heo thôi, cái này để cả ba cái heo thôi, không có gì hết. Cá heo là 10 ngàn, mười mấy ngàn ký hả? Không, đâu có đâu, mấy ngàn, 7 ngàn. Ủa, 7 ngàn rồi nè. Cái thùng như ông kia vẫn là nhiều. Cái thùng hồi nãy hay... tôm nhiều. Dạ, tôm nhiều thì giá cái này nhiều. quay dân biển hả? Dạ dạ. Quay anh đây này. Đó, đại ca. Chú đi ra mua hải sản về ăn hả chú? Anh đi lượm cá cho hai mày ăn. Dạ. Nước mấy con. Trục quá, đưa vô có của ảnh đưa vô tìm mình để đâu. Chớp ngày ha. Còn của chú đâu? Chú không khéo. Là đưa đi bán thấy rồi không? Bán thấy rồi. Bữa nay khá không chú? Đúng rồi, gì hết. Dạ. Năm tốt lắm. Dạ dạ. Đầu năm tới giờ chưa có bao nhiêu. Cầu mong là mưa xuống đồ á. Mưa là chứ còn không có mưa. Dạ. Đa số mưa thì làm cật xíu nhưng mà có tiền hả chú ạ? Nói chung một năm mình làm có mùa nam mà nó ngon hơn mùa bắc hả chú? Hay là sao? Mùa bắc nó là ngon hơn mùa này nó dài tháng này thử dài rồi gió này thì không à. Đây là giống gió đây đâu phải gió tây nam đâu, gió đông hay sao mà gió đông nhưng mà lại thổi xăng quá, hôm nay thổi xăng thổi xăng gì vậy. Bữa nay đi được nhiều không chú? Dạ, cũng là lưới tôm luôn ha. Dạ. Ồ, bữa nay ở ngoài biển gió to không? Thấy sóng dữ á. Gió to lắm hả? Dạ, sóng êm à. Dạ, có gió nhưng mà ít sóng. Dạ. Vậy cũng đỡ. Phía bên đây thì cũng là mấy chú đang cào con chằn chằn. Giống cái cào của chú giống nó nhỏ hơn chú à. Nhỏ hơn mấy anh kia ha. Đúng rồi, cào này có 50 à. Cào như tới 80 mét hai là 1 mét. À, như vậy là mình cào nó nhẹ hơn hay sao? Nhưng mà năng suất thì nó thấp hơn. Dạ. Cào to bắt nhiều chú. Nhưng mà như vậy á là nó đỡ đau lưng hơn ha. Nhẹ đi. Nhẹ hơn. Bữa nay cào có nhiều không chú? Mới nè. Cào nước đêm á. À. Nước đêm mà giờ cái nước lớn đánh tiếp. Là mình ở đây luôn hay là ở chỗ khác tới? Ở đây luôn. Dạ dạ dạ. Mấy bữa nay cào ngày kiếm được 500 gì không? Thì hai nước thì 400 mấy 500. À. Có thì 600. Có khi nào cào đêm không? Đó chứ, đêm nào cũng cào. À, vậy là nước cứ 3-4 giờ chiều là đi rồi. Mình cào nước lên hay mình cào nước xuống? Giờ này nước lên này, cào nước lên này. À. Chiều mình cào nước xuống. À, cứ nước ở địa đầu theo đó luôn. À. Có khi nào cào như vậy vô mấy con ốc bự không? Ít lắm. À, ủa, còn những người cào cào ngao là khác hả? Dạ, cào ngao là nước cào kia. À, dòng là khỏi dòng cá lưới. Cào ngao là khỏi dòng lưới. Cái đó là kêu tục kinh. Yeah. Này, cào mấy con đây này. À đúng rồi, mấy con đây nè bà con. Đây gọi là con chằn chằn hả? Cái này là người ta gọi là con chắc. Có người gọi là con chim chép. Chứ sao có người kêu là đi cào chằn chằn là sao? Chằn chằn là con kia. À. Nó cũng giống vậy luôn đó không? Không, con màu tím á. Nó y như con ngao bay vậy á. À.
nó giống như con ngao bay nhưng mà nó nhỏ hay là nó bự? Bự hơn con đây. À vậy là biết rồi, màu tím tím tròn tròn đó không? Dạ, dạ. Rồi đây là con, đây là gọi là nó gọi là con chép. Bên đây có em bé nhỏ nhỏ đi ra phụ bố. Năm nay nhiêu tuổi rồi con? Còn mấy tuổi? 6 tuổi. Ồ, 6 tuổi đi ra làm ngư dân luôn rồi đó. 6 tuổi cho học lớp 1 rồi hả anh? À, 6 tuổi nhỏ phải không? Chuẩn bị là năm nay. Năm nay vô. Năm nay mới là... Dạ. Năm nay lúc 12 tuổi. Dạ. Năm nay hè xong rồi vô lớp 1 đây. Ủa, bữa nay bé không đi học hả? Dạ, không. Bữa nay anh đánh vô nhiều cá không? Dạ, ít lắm mấy người, chắc được 200-300. Dạ, 200-300 tính ra cũng đâu có dư dầu gì được nhiều đâu hả? Dạ không, này thua công phô hồ mà anh trai. Dạ. Bữa nay đông quá là không có. À, không có. Nhiều người đánh quá ha, nhiều chỗ nữa ha. Dạ. Đâu phải riêng mình. Lưới này mới luôn rồi chứ. Dạ, mấy tấm này. Dưới đây làm khoảng cỡ mấy tháng là mình thay lớp mới anh? Dạ, tùy theo anh ơi. Có người thì người ta để cả năm cũng có. Có người chừng vài bữa cũng có. Vài tháng cũng có. Búi xuôi đây anh. À, tùy theo cái nhu cầu ha. Dạ. Dạ, chào chú. Lưới này mực lá rồi nó có đáng không anh? Có mà ít lắm, họ buồn nó nâu con. Ủa, còn lưới mực lá mà người ta đánh là lưới gì? Thì... cũng ba màng luôn phải không? Ba màng nhưng mà ngoài nó lại bị hơn. Đắt tiền hơn ha. Dạ, còn đó thì nó lại nó cứng lưới hơn là lưới này nó mỏng dính à. Lưới này đa số đánh con tôm rồi ha. Dạ, con tôm mực lá là phải ra ngoài khơi anh ơi. À, ngoài khơi rồi ha. Chứ nếu mà lưới đây ra đánh chắc cũng có mực lá chứ không có phải là không có. Ít được thôi nè. Dạ. Tại vì nó có dùng chứ không phải là chỗ nào đánh nó cũng có. Rồi, cảm ơn hai cha con, chúc hai cha con mạnh khỏe. Bữa nay khá không chú? Dạ, rồi bán được kiếm được 500 gì không? Dạ, dạ. Đi lúc mấy giờ rồi vô đây? Mình đi lúc mấy giờ rồi mà vô anh? 2 giờ. Dạ. Bữa nay có khá không anh? Chắc kiếm triệu. Dạ. Mấy con ngon mình rửa rồi hết, còn ở trong đây là những cái con cá heo ha.
tối về chiều là ăn ngọt ram cũng giòn. Hôm đây thì chỉ cần hấp thôi. Bà con mua hải sản xong có thể lên trên đường này, có những homestay, nhà nghỉ và những quán họ nhận để luộc hoặc là làm những món hải sản cho mình luôn, cho mướn chòi luôn nha bà con. Bà con không cần vô đó mua bất cứ một cái gì, chỉ cần đem bất kể cái gì, chẳng hạn như nước ngọt, bia hay là tất cả cái gì mình đem vô, mình chỉ mướn chòi hoặc là mướn cái sự phục vụ và nấu ăn ở trong đó thôi. Nhưng cái giá thì nó cũng cao hơn mà mình ăn những món trong đó nè. Nếu mình vô và mình đặt món trong đó và mình dùng bia nước của họ thì cái giá mình nghĩ là nó sẽ lợi hơn á. Chẳng hạn như bà con muốn đem vài ký ghẹ hoặc là vài ký mực gì đó vô kêu làm món, nhưng mà bà con sử dụng bia hoặc là nước ngọt cũng như là kêu một vài món ở trong đó thì người ta khỏi tính tiền chòi. Hồi trước cách đây 2 năm thì mình vô mình mướn một cái chòi khoảng cỡ hơn 10 người thì 600 ngàn nha. Cái chòi không á, chưa nói tiền phục vụ và tiền mướn nấu ăn. Đó, quyền con đường đây luôn này. Ở Phước Tỉnh hồi trước thuộc là một làng chài Triệu Phú. Thì hôm nay em sẽ cùng với bà con đi xem thử ở đây ngư dân họ thờ cúng ai nha. Đây, nói có liền, đây chính là đền thờ truyền thống ông Năm Hải Phước Tỉnh này. Thường là người ta ít để ý ở những làng ong, đa số ngư dân họ mới để ý thôi, còn những người làm trên bờ thì người ta cũng ít để ý làng ong lắm. Và làng này thì đang trùng tu sửa chữa lại đó. Đang sửa chữa lại nha, cho nên là bề bộn lắm, cho nên là mình không thể nào vô quay được người ta đang làm việc á. Thôi hẹn bà con một cái dịp sau để vô xin qua cho con xem. Bây giờ mình sẽ cùng với bà con tiếp tục chạy lên một chút xíu, khoảng cỡ 300 m. Chỗ đây là đối diện với chợ Phước Tỉnh luôn, chợ Phước Tỉnh cũng đang sửa chữa. Đó, chợ Phước Tỉnh thì cái dịp cuối năm mình cũng có quay cho bà con một cái video đang sửa này, cũng gần xong rồi đó. Và người ta cũng thờ có một cái dinh, đây gọi là dinh bà chúa xứ nè, dinh bà chúa xứ vào ngày 15-16 tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là ngày lễ cúng nha bà con. Và hôm nay mình vô tình xuống gặp gì. Ở đây mỗi làng cúng thì người ta cũng có đưa rước gì cũng lớn lắm này. Mấy năm mình đi biển mình không có thời gian, là mình nói chung là chỉ ghé ngang qua và thắp nhang thôi. Cái này đúng ngày luôn. Đây sự vô tình luôn chứ không phải là cố ý đi xuống đúng ngày này. Dạ con ở Phước Tỉnh mình nhưng mà con cũng đi quay nhiều nơi á, nhưng mà bữa nay con cũng có cơ hội có dịp để đi xuống ở dưới dinh bà để tham quan, và cũng vô tình là đúng cái ngày lễ luôn. Đúng rồi, dạ cơ hàng năm là ngày 15-16 là cúng bà. Thì bây giờ như thế này, giờ sáng phải em xuống sớm chút nữa là ok luôn rồi. Dạ, mới vừa nghinh năm bà giờ đây mới ngự.
Dạ. Mới cho ngự bà. Dạ. Rồi sáng ngày mai 7 giờ mới là vô chánh lễ. Dạ. Thì nếu mà em có thời gian thì em cứ xuống em cứ phục vụ cái đó, là mình để mình đưa dạ. lên mạng hay dạ. là làm gì đó. Dạ dạ. Thì phục vụ cho bà cũng mới vừa trùng tu lại. Dạ, còn lăng ông ở đây nếu mình cúng dinh bà ở đây là mình có cúng dưới lăng ông không? Không không, lăng ông thì thuộc về của bên bổn hội của bên người Trung. Dạ dạ. Người Trung quản lý. Ở đây là chỉ có quản lý là miếu năm bà ngũ hành. Dạ. Ở đây là dinh bà chú xứ. Dạ. Là đình thần của ở trong chùa Mỏ. Dạ dạ dạ. Đó. Thì bây giờ là chỉ dạ ở đây dinh bà mình đây là đa số là cũng là ngư dân họ lên họ đúng rồi, cũng là rồi. Nhiều ha. Đây là chỉ là nói chung là cái dân của Phước Tỉnh. Dạ. Tổ chức cái lại vía bà. Dạ dạ. Ngày 15 đến ngày 16 tháng 5. Như dinh bà, như những con có đi sử là ở Sa Huỳnh hoặc là những cái chỗ khác mà dinh bà hay thờ một cái ngôi miếu nhỏ nhỏ nằm ngoài miệng cửa đó, dinh bà đó như dinh bà chú xứ mình có giống nhau không? Ở đâu? Ở đây, đó. Ở đây thì không có cái miếu nào mà ở ngoài. Ý ý là con hỏi là hai vị đó giống không, nhau không, hay là khác? Khác hết, khác hết. Khác mỗi, hả? Mỗi chỗ thì nói chung là mỗi chỗ là thờ cũng mà cái mỗi bà là mỗi khác. Dạ khác nhau. Trước kia là năm bà ngũ hành. Dạ. Cho nên là dinh bà chú xứ. Dạ. Năm bà ngũ hành là chắc là ở chỗ khác cũng có năm bà ngũ hành. Có. Đó giống. Nói chung là cũng có giống. Dạ. Đó nên mỗi chỗ thì thờ cũng dạ. vậy. Rồi chỗ đây thì có một cái đường đi đây nữa nha. Nói thật với bà con á. Là ở chỗ đây mình cũng có lên 2-3 lần rồi, nhưng mà mình chỉ vô trong chánh điện đó để thắp nhang thôi. Chứ thật sự lúc là một người ngư dân á, thật sự là mình chỉ thắp nhang đó thôi, chứ mình không có thời gian để đi dạo đồ luôn à. Và nói thật với bà con là cũng nói thật là cũng có người, nhiều người á, thì tới thắp nhang rồi thôi, chứ thật ra cũng chưa có hiểu sâu về cái dinh có thờ những ai. Đây là Phật bà Quán Âm Nam Hải đây. Ở trên cao, nha. Và phía bên đây đó chính là đức mẹ bên đạo Công giáo. Ở đây mình có thể mình nhìn ra thấy ở ngoài mép biển ngoài bờ kè ngoài đó. Chỗ hồi sáng mình đứng là chỗ theo hướng tay mình chỉ ở ngoài bờ kè à. Và Phước Tỉnh nếu nhìn về tổng thể thì nó không có to mấy. Bà con có nghe rõ mà ở dưới đại sảnh là đang cúng bằng hình thức là hát nha bà con, hát tuồng á. Nhưng mà ở dưới đó là cái điệu nhạc đó cũng thuộc bản quyền, cho nên em không thể nào quay trực tiếp cái khúc hát đó cho bà con xem được. Thì ngày xưa thì ở đây vẫn còn hoang sơ, thì đúng ra là Lăng Ông Nam Hải và dinh bà chú xứ là thuộc người Nam quản lý. Lúc đó là người Nam là ở đây trước, rồi sau này người Trung mới vô và làm biển và phát triển lên rất là nhanh và rất là mạnh luôn. Cho nên là bên người Nam chuyển giao Lăng Ông Nam Hải lại cho bên người Trung quản lý. Có lẽ cuộc chuyển giao đó là cuộc chuyển giao có tranh cãi, nhưng em nghĩ chuyện cũng đã qua lâu rồi, và người được hay người mất chắc cũng không vui gì khi nhắc lại chuyện quá khứ. Cho nên em xin phép đề cao những lợi ích và ý nghĩ sâu sắc nhất ạ. Giống như lời của cô sau đây. Mình cho người ta sang sửa thôi, thì mình nghĩ vậy giống như mình nghĩ cái nhà của mình. Dạ. Chứ nếu mà mình bán rồi á, thì mình đâu có phải nghĩ cái nhà của mình dạ, đâu. Dạ. Hồi xưa mình quá nghèo, mình để người ta sang sửa. Yeah. Nên bây giờ thôi kệ nó, chuyện nó qua rồi. Yeah. Nhà của mình cũng giống như cha mẹ chung đi. Bây giờ ai có tiền thì sửa sang cũng được.
chứ mình cũng không có chấp chứ trước nữa. Chứ hồi trước mới mắc cũng buồn lắm, cũng cầu xin cho cả nhà của cha của mẹ của ông và bà mình có người tu bổ là sửa sang cũng mừng. Đó, như hát đồ này nọ thì cũng mừng. Cô có thường xuyên xuống dưới lăng ông để cúng không? Có, hồi đó cô cũng vô. Thì cô vô có mình cô là người nam thôi. Ai vô á, rồi mình cũng muốn hòa đồng. Nói thiệt, giữa Quan Âm cô nó láo á. Cô cũng muốn hòa đồng, kệ nó. Bây giờ cũng giống như cái nhà cha mẹ ông bà mình. Mình đi đâu đi về mình cũng vẫn về. Đó, mình cũng phải tôn trọng. Mình cũng qua. Cũng qua rồi sau này á, là cũng qua lại mà riết là thấy người nam mình có mình là thấy cũng ngại. Người chung là như con nói thật với cô là con là người chung nhưng mà con thì cái tính con thì nói chung hòa đồng lắm. Thì đó, bất kể bắt chung nam gì con cũng coi như anh chị hoặc là cô chú rồi. Trong nhà hết. Bây giờ những đạo khác, đạo bạn mình mình còn hòa đồng được. Muốn chi. Đúng rồi. Mình còn nhiều lúc người được. Nước ngoài họ qua đây mình cũng bắt tay niềm nở với họ. Đó như bữa qua có một chú đó bên đạo chúa, cô qua đây chú tôi cũng chỉ chú tham quan. Tham quan là tôi cũng chú hỏi bên đây là gì, tôi nói bên đây là Đài Đức Mẹ. Còn đây là Đài Quan Âm. Đó, Đài Quan Âm này thì mới xây đây. Xây 2017 18 gì mới đây. Đó. Thành thử cô cũng nói thôi kệ, đi tham quan cho biết đi. Đó, cái cùng mình mới hỏi chứ của chú bên đạo gì, cái nó con bên đạo chúa thôi kệ nó, coi như là đạo bạn đi. Cứ cái gì không biết cứ qua tham quan cho biết. Cô không có phân ngại vụ gì. Bây giờ đạo nào cũng đạo. Cũng kêu là làm lành lánh dữ. Đó, mình người nam được cái bên đạo Phật mình phải ăn chay niệm Phật nữa có đủ. Chứ làm lành lánh dữ là cũng chưa. Rồi phải ăn chay niệm Phật, rồi phải hiếu thảo nữa. Chữ hiếu là đứng đầu. Chữ hiếu là đứng đầu. Nếu mà mình mà không hiếu thảo cha mẹ mình thì bây giờ trước mắt mình thấy quả đó. Con mình nó sẽ không hiếu với mình. Đúng rồi, con thấy cái đó là gọi là luật nhân quả con. Đúng luôn. Đạo nào bất cứ nhưng mà mình không làm đúng là nó sẽ đến những cái không đúng với mình. Ở đây là có một cái tín ngưỡng là cũng như là mỗi lần cúng như vậy á, là cũng như là cầu cho mưa thuận gió hòa phước thái dân an rồi cho ngư dân đồ làm ăn đồ luôn ha cô ha. Đúng rồi, đa số là ở đây là ngư dân ở đây là biển nè mà nếu ở đây là biển nè mà nếu mà biển có cũng khổ. Có cái sự tích gì mà được bà đồ phù hộ gì không cô? Tôi nè, bản thân tôi nè, tôi còn nhỏ tôi không biết, tôi đi qua tuốt bên khe dầu á, tôi đi bắt ốc mà còn nhỏ, lúc mình qua thì nước cạn. Có chừng về nước lớn mênh mông luôn, tôi đứng trên cái cồn á tôi khóc không à. Tự mà con nhỏ mà nước á nó chảy cuồn cuộn, bây giờ biết lội cũng chết. Tự vì ngoài biển nó vô sông mà. Vô sông mà chú biết cái cồn á từ từ nó nhỏ lại, tôi cứ đi lên đi xuống lúc đó mình còn nhỏ mình khóc quá. Cái mình cũng biết nói thôi với ông với bà với trời với Phật cho con được về thì cũng mình cầu hiện đại vậy thôi. Chú tin không, tôi đi lên đi xuống mà cái cồn từ từ nó nhỏ lại luôn. Còn một mình bơ vơ mà xưa ghe thì cái cồn ở dưới chỗ mà ghe chạy ra đó ha cô ha, bên cồn nổi bên kia đó nó vô trong sông mình là nó chảy cuồn cuộn luôn. Mình vừa đi ra nước nó cuồn cuộn, đi vô mà nước nó tới đây nha, vừa đi ra nó lỏng chân ở dưới, tôi cuồn cuộn đi vô. Cái tới chừng lên bờ cái đi lên đi xuống khóc quá chừng khóc. Cái tự nhiên mà hồi xưa xe ghe thuyền nó ít mà người ta cũng ở ngoài biển, người ta không có thấy mình đâu. Mình có con chấm nhỏ thôi, ta cũng thấy mình. Cái đi lên đi xuống chú biết không, màu nhiệm luôn. Tôi đi lên đi xuống tự nhiên thấy cái bờ bên kia mình bên đây. Mô Phật chứ nếu không là câu chuyện đó có thật luôn á con. Có thật. Đứng giữa Quan Âm tôi không nói láo. Đứng giữa Quan Âm không nói láo. Phước tỉnh mình rất linh thiêng. Cái tôi đi qua đi lại lắc tôi thấy cái bờ bên kia. Thì bên đó là một ông già với một đứa nhỏ. Cũng như hai ông cháu đang bắt ốc vậy. Thì theo tôi ý tôi nghĩ bây giờ đúng là Quan Âm. Quan Âm với đồng tử. Chứ nếu người gì sao thấy mình không qua. Con qua đây ông kéo qua bên, không kéo không kêu gì, cứ âm thầm mà làm. Mà nước chú biết lúc đó nó tới bụng vậy nè. Mà nước nó chảy nhẹ nha, chứ nếu chảy cuồn cuộn là mình cũng trôi. Nước chảy nhẹ cái là cái bờ đây. Cái mình nói thôi đi đại qua đi, hỡi mình có trôi thì mình nhờ ông đó ông cứu. Như người ta mình cứ ông dắt con qua. Không có kêu, mình tự nhiên mình không kêu, mình nói thôi đi đại qua đi, nếu mà nó có trôi mình thì nhờ ông cứu. Cái tới chừng tôi đi qua được nước thì tới bụng nè, đi qua được xong bắt đầu lên bờ tôi khóc, về tới nhà luôn. Về tới nhà cái cũng như dượng tôi ổng đánh lưới rồi đây nè, đem xôi đem nước cho ông ăn á. Buổi sáng á
tôi lại mê chơi đi bắt ốc, yeah. Đi xuống dưới kia. Trời ơi, đi xuống dưới tôi về tôi nói má tôi ơi, la quá chừng đến chỗ ô mày đi qua khe dầu chi bển á. May phước không chết là chứ người ta người lớn tôi còn chết chứ con nít. Dạ. Lúc đó tôi có chừng 10 tuổi, mười mấy tuổi à, nhỏ nhỏ mà. Dạ, ông là người ở đây luôn á ông? Dạ. Như ông đã dự lễ này là khoảng bao nhiêu lần rồi ông? Này thì bà này mới thỉnh về được mấy năm rồi. Dạ. Ấy là con hỏi là ông dự lễ cúng vậy. Đã chứng kiến không, lễ cúng này là khoảng bao nhiêu năm rồi? Năm nay tao 80 rồi. 80 rồi. Bao nhiêu năm? Hồi đó tới giờ cha mẹ cây quyền vũ này trên trăm mấy năm đó. Vậy hả? Cây đó gọi là cây quyền vũ phải không? Hồi đầu Pháp tới giờ. Dạ. Cái chùa mỏ mà nó leo lên mấy ta dòm ngó dưới cõi Pháp nó chạy lên mà nó bắn chết trần chết luôn không? Là cái cây đây mình có từng phát nó chưa hay là còn nguyên như vậy? Lên vậy đó. Dạ. Có phát rồi, cây gũ, cây đó cây gũ. Dạ. Mày đạp là chảy máu cẳng á. Ghê hả? Cây này chú đi khắp nơi không thấy đâu. Dạ hả? Không có đâu. Đây không có đâu. Dạ là ở đây giống một cây à, hai cây vậy bà? Một cây. Dạ một cây nhưng mà một bên là bông ha. Một bên bông bên trái. Dạ bên bông bên trái, đẹp ghê. Đó. Dạ. Cây này là tôi đi nhiều nơi không thấy cây này. Dạ dạ. Dạ. Mà sao hột nó rụng nó cũng không lên. Dạ. Năm nay ông trăm mấy tuổi, ông chỉ làm từ. Dạ. Ở đây thôi. Như ông có nhớ là dinh bà mình đó là thành lập vào năm mấy đầu tiên không ông? Hồi đó thì là cái miếu nhỏ. Dạ. Là miếu. Dạ. Rồi sau này mới xây rộng ra mới đặt là dinh. Dạ. Mình đã trùng tu là rất là nhiều lần rồi phải không bà? Tự dùng tiền mà làm từ từ. Dạ dạ. Rồi là mình trùng tu gọi là cứ lâu lâu cái mình cái sửa chữa. Sửa chữa mở rộng ra. Dạ. Cái miếu này á, hồi đầu Pháp tới giờ. Dạ. Có con đường độc đạo ở kia, lâu lắm đi. Có con đường mặt đạo luôn á không? Có con đường độc đạo có đây hồi xưa Vua Gia Long ở đây mà. Dạ hả? Đó. Cái đây gốc tích có của đại Vua Gia Long luôn đó. Dạ dạ dạ. Nhưng mà mình vẫn không nhớ là thành lập vào cái năm nào luôn. Mình cứ có tiền cái quá lâu rồi. Mà. Dạ. Cứ có tiền cứ mở mang ra làm có ghi có ghi quá chữ. Dạ dạ dạ. Tao giờ quên chứ. Ở đây nói về chiến đạo cũng hồi xưa là của đại Vua đó là dạ. Gia Long đó là dạ, của dạ, dạ. Ông là câu ca dao hầu giờ tao nói. Dạ. Lĩnh nghĩnh là giếng. Đạo xuống chân thương là có nước à? Gọi là phước sảnh lĩnh nghĩnh là giếng. Có nghĩa là đạo chỗ nào cũng có nước, cũng có thể làm giếng được. Chú biết không, đạo xuống là nước ngọt. Còn cái cây sống nó nằm đâu mày cũng quên mẹ. Cái giếng ngự là giếng của ông Vua Gia Long nào á. Dạ. Ở đây nè. Thank you.
Cảm ơn bà con đã theo dõi video, cảm ơn bà con đã ủng hộ em và mong rằng bà con sẽ hiểu hơn một xíu về văn hóa của người Phú Tịnh cũng như là của người dân biển là như thế nào. Và tạm biệt bà con, hẹn bà con video lần sau.